Hello, quốc Hồng ơi, xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Hôm nay về bên em về được một số mặt hàng nha bác nha. Thì đầu tiên là sản phẩm về được một cái chiếc sấp Mỹ này và 2, 4, 5 sản phẩm Mỹ khác. Đó là một bộ free bao cover 2 con bông 1.8 và một con WC 3.8 nha bác nha. Đây, thì đó là cái con sấp Mỹ bên em về nha bác nha. Sấp Mỹ này sấp Mỹ Calip. Đây, clip con Mỹ nha bác nha. Chạy điện là 120V nha. 120V. Dòng sấp bass 30, độ sâu tiếng cực kỳ là hay nha bác nha. Đây, gần mút. Đấy. Đây là quả bass đó nha bác. Riêng nguyên bản nha. Đây bác, 30. Đấy, lỗ thông hơi phía đằng sau này. Dòng này thì chơi cực kỳ là chắc luôn. Thùng vắt là rất đẹp nhé. Thùng vắt rất đẹp. Con này thì sử dụng volume bằng nút nhấn nha bác nha. Và tinh chỉnh cho màn hình này. Sẽ bật cho cả bác cùng xem. Tất cả các góc cạnh còn đều khá đẹp. Thùng vắt bên hông sau thì cực kỳ là đẹp nha bác. Đã đằng sau nữa đây. Đây là nguồn rơi này. Điện là 120V. 120V nha bác nha. Đấy. Sản xuất tại Mỹ nha bác. Yuda. Đây clip nha. Đấy, mã là RWK12D 120V. Tạm lo. Đấy, còn nguyên những cái nút đại kia này, đường line in nè bác. Cho nguồn rồi nha. Hàng này thì rất là chắc. Bật nguồn lên. Đây. Thì chúng ta tinh chỉnh tăng giảm ở trên cái màn hình này nha. Đây, tăng giảm lượng này, volume này bác. Đó, giảm này, giảm lần này. Đó. Tăng lên này. Còn chúng ta muốn cắt code thì nó sẽ có những cái phần cắt code cho tất cả bác này. Đấy, chỉnh này, EQ này. Low bass. Đấy, cắt code này, không độ này. Không độ tăng lên này, 10 độ này, 20, 30 này. Bác, rất là nhiều chế độ nha. Đấy, con này thì rất là hiện đại luôn bác, để cho các bác chơi. Hiển thị trên cái màn hình LED này. Bass 30 nha. Gần. Bút cao su gần béo nha. Đánh rất là lực. Con này thì giá là 10 triệu rưỡi nha bác nha. 10 triệu rưỡi. Con bass 30. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ em. Clip nha. Rồi bộ sản phẩm thứ 2 đó là bộ Free Cover. Free Cover thì gồm Free Cover sơ 1 này. Đầy đủ chức năng nha bác nha. Chính bass chép theo từng vế này. Bát chép theo từng vế nha. Led bass này. Right bass, led chép và right chép. Đấy. Có lầu led nha bác nha. Có lầu led này. Lầu led đâu rồi? Đây bác, có lầu led nha. Tăng giảm giá trọng. Đấy, volume tinh chỉnh volume lớn nhỏ này. Chế độ đầu vào AUX 1, AUX 2, tuner phono 1, phono 2. Đấy. Và các chế độ khác nha, rất là nhiều nha bác nha. Nút vuông power ở đây. Ba lăng cân chỉnh loa. Rồi. Cực kỳ là đẹp nha bác nha. Cực kỳ đẹp. Và con này thì có cầu chuyển điện nha. Gồm có hai cầu điện 230V và 100V. 100V và 230V. Đấy. Em đã chuyển sang 230V rồi nha. Bác mình chỉ việc cắm chơi. Còn con dưới là con cover BM 1.5. BM 1.5 thì con này chạy 20 sò sách nét đỏ đen, công suất là 465W trên một kênh ở 8 ohm và 600W trên một kênh ở 4 ohm. Đấy, đánh cực kỳ là lực nha bác, tiếng rất là hay, hàng đẹp ken luôn, không một quét xước nha, đẹp ken. Đấy, không cạnh góc, không cấn, rất là đẹp. Con này thì chạy điện 100V nha bác, 100V.
Giá con này hiện tại thì bên em đang có giá là 11 triệu nha. Còn con cover số 1 giá là 6,5 triệu. Đấy, cover số 1 là 6,5 triệu, con này 11 triệu nha bác nha. Các bác nào lấy cả bộ thì em sẽ bớt cho bác thêm chút ít. Đó. Còn bác lấy lẻ thì giá bên em báo lẻ nữa. Hàng quá đẹp. Các bác ghép những dòng lo bầu thì để nghe nhạc rất là hay luôn, đặc biệt là những dòng 301 hoặc là những đời như là 601 rồi 102 series 2 102 trơn vân vân. Nghe nhạc cực kỳ là hay, phê tiếng nghe rất là ok luôn nha bác. Rồi sản phẩm tiếp theo nữa là con bow 1008 series 6 nha. Về được hai con đẹp như nhau. Đấy, đẹp như nhau nha bác nha. Bow 1008 series 6 dòng này thì giới thiệu bác quá nhiều rồi. Giá của mỗi con là 10 hai con này thì về giá rất tốt nha. Để cho bác giá là 16 triệu nha bác. Đấy, 16 triệu em bao cước tặng kèm thêm cho bác bộ dao ba lăng. Hai con đồng giá. Đấy, hai con này thì mới về nha bác nha, mới về. Để bác nào yêu thích thì alo cho em nha. Rồi sản phẩm cuối cùng là sản phẩm WC 3800. 3800 con này chạy 40 sò Toshiba chữ đỏ nha bác nha. Hai công tắc nguồn riêng biệt, sử dụng mạch monolock hai nguồn riêng biệt nha bác nha, gồm hai dây nguồn đằng sau và hai công tắc nguồn đằng trước. Đây là volume chiếc áp này cho mỗi vế này. Con này thì đánh ra hai cầu lo ghép bốn ghép ba hai cặp lo là rất là thoải mái, tiếng cực kỳ là hay nha bác nha. Dòng sò sắt huyền thoại của Toshiba chữ đỏ rồi thì các bác biết rồi, các bác nghe những dòng nhạc, những cái thiết bị âm thanh âm ly cổ trước đó. Các bác nghe những dòng sổ sách thì các bác biết được âm thanh của nó chi tiết đến cỡ nào. Đã. Rồi con 3008 này thì có giá là 15.500.000 nha bác. 15.500.000. Đấy. Giá bên em bao cước toàn quốc cho các bác. Con này chỉ điện là 100V, còn hai con bốt chạy điện là 230. Rồi ok nha. Thì mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong hôm qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video sau.